Âm thanh bãi Tiến Phương Kiên Giang xin kính chào anh em. Hôm nay mình lại có một số lo chép bát bán cho mấy anh em đây. Đầu tiên nhất là mình đi đến một cặp chép BNC. Chép này nó khoảng bự mấy anh em à. Tầng rất lớn á. Chép này tầng nó khoảng 150-160 á. Ha. Đây khuôn cool đó nè. Đó. Khuôn cool màn có số á mấy anh em nha. Ở trên chép. Rất là đẹp luôn mấy anh em. Nè. Từ đóng số luôn mấy anh em ta. Từ đúng số luôn ha, chép hít rất là mạnh luôn mấy anh em đó. Cái này cũng vậy ha, hai chiếc này giống nhau luôn mấy anh em à. Cùng một xe ghi luôn mấy anh em ha, bảy màu luôn. Đây chép này rất đẹp, nói chung cái chép này nó chạy nè mấy anh em, nhìn viền nè ha, đế mâm là của BNC, nhưng mà thật sự cái này mình không có cái hiệu mấy anh em ha. Mình mua bãi tháo thùng thì sao mình bán vậy. Cái từ cũng có đóng số luôn anh em, từ nè rất đẹp luôn mà đó. Nếu mà cặp chép này nữa mà có cái hiệu BNC dán vô nó giống y như đồ xịn luôn anh em nè, cả ốc luôn nè. Anh em nào nhìn biết chơi là biết liền ha, ốc của nó cũng khác với người ta luôn ha. Nói chung nè đó đó ha, thì cái chép này nói chung là mình có làm sao mình bán vậy mấy anh em, mình không có hiệu, mình không có binh đồ vô được. Tại vì mình bán, mình mua bãi sao y sao mình bán nó bị y vậy mấy anh em ha. Nên cặp chép là đầu lai mình bán rẻ cho mấy anh em luôn nè ha, 2 triệu cặp chép này luôn mấy anh em. Nói chung nó giống y như đồ xịn luôn ha. Cái này chỉ có hiệu vô là y như đồ xịn, anh em là biết chơi đồ bãi. Nhìn cái này mình thấy là nó cái ruột nó giống y BNC luôn mấy anh em đó. Tới đây mình có một cặp DMX nữa nè ha, cặp này cũng lớn, từ lớn lắm anh em đó. Trong mâm đen luôn DMX ha, viền đồng nè, mâm nè mấy anh em, mấy anh em thấy không, cái mâm nè ha, cái mâm bằng dây đồng vàng mà vàng kim á mấy anh em ha, quay lên mấy anh em thấy nè đó. Nói chung mâm nó rất là xịn sò ha, mâm nó cũng gần giống như mâm này ha, hai này mâm giống nhau đó anh em ha. Dây đồng rất là xịn sò, dây dẹp mà dây rất là xịn sò ha. Nói chung mấy đi mỹ ít gì nó chạy cái mâm cũng rất là đẹp đó. Từ của đi mỹ ít cũng vậy mấy anh em, ốc của nó cũng vậy nè ha, chép của nó mấy anh em nhìn ốc của nó đây, ốc nó rất là xịn sò luôn nè đó. Nhìn không, hiệu đi mỹ ít luôn, có tem đi mỹ ít nên đâu nè đó ha. Thì mấy anh em coi đồ hoài á biết rồi đó, hiệu đi mỹ ít á là nó cũng lấy linh kiện của BNC về lắp đó anh em ha, có tem có mã vạch có này thì đủ nữa ha. Rồi cặp chép này, hai cặp này đầu lai mình bán cho 2 triệu luôn, anh em muốn lấy cái nào lấy BNC lấy đi mỹ ít thì lấy nha mấy anh em. Đây hai cặp ha, hai cặp BNC cũng được, DMX cũng được, giá 2 triệu nha mấy anh em. Mấy cái chép này quá xịn sò mấy anh em. Tới đây mình có một cặp Gmail. Lo này từ nó khoảng 180 anh em. Cái lo này khuôn khoảng 65 à. Ha. Nhện đen mấy anh em, lo này nhện đen nè. Mấy anh em nhìn sườn thì biết đồ bãi nè. Ha, không phải giống như hàng mới bán chỉ gửi chiều 6 đâu mấy anh em, nhìn là biết liền. Ha. Cái giấy nó cũng khác nha mấy anh em. Đây nè ha. Cái sườn của nó sơn rất là đẹp nè mấy anh em nhìn không, cái từ nó đen mung nè, keo nè ha, nhện đen mấy anh em đó, cái cổ keo cũng rất đẹp, khuôn trong cũng rất đẹp nè đó mấy anh em thấy không. Cái này zin hết mấy anh em, zin hết toàn tập nha, màng nè mà sợi tinh nóng ánh luôn mấy anh em đó. Gmail đặc biệt có lớp gân, có lớp keo, có lớp tẩm dầu nè mấy anh em đó, lỗ mũi nè đó ha, rất là đẹp luôn mấy anh em. Lỗ mũi cái đồ vải nó dán cái keo không bao giờ bị sứt là gì nè mấy em, nó dán cái lớp keo dẻo ha. Cặp này giống nhau luôn mấy anh em, là Gmail ha. Đây ha, đây cái này á, cái này nó có keo dưỡng gân dưỡng màng, cái này nó có chưa thôi, còn ngoài ra nó giống nhau hết ha. Cái này ai mua thì mình quét lại thôi, quét keo dưỡng màng là cho anh em. Nó có mà tại nó dính bụi mấy anh em, cái này nó cũng có lớp keo nè, dính bụi ha, dính bụi cái này thì nó không dính bụi ha. Hai chiếc này cũng mới luôn anh em, cái dính bụi ha, mình ai mua thuyền quét lại là nó mới tinh ha. Rồi cái này mình bán lên cho mấy anh em là 2.200.000 nè mấy anh em ha, có keo hết ha, quét keo lên là nó giống gì ha, cái này nó dính bụi rồi, nó dính bụi nhiều quá ha, mình không có vệ sinh để bụi nè anh em thấy không. Chiếc này thì nó không dính bụi nè ha, tại để trong kho mà mấy anh em, nó bụi nó dính cái nó bị mờ đi. Chứ thật sự cái này nó cũng có lớp keo chống nước nè mấy anh em, giống như này ha, bụi phủ quá lao ra nó không ra, tại cái keo này lao cho nó không ra, mình quét lên là nó như vậy ha.
Rồi 2.200.000 đó. Cho đây mình có một cặp nữa cũng có JBL nữa anh em, JBL hàng mới á nè, cũng 30, nhưng mà thằng này là từ 190 cùng 76 anh em, cùng lớn nè, cũng dạng đen luôn ha. Nè sườn của nó anh em thấy không, cái sơn rất đẹp ha. Đó anh em nhìn là biết là bãi liền, keo cũng vậy. Đây nữa ha, đây keo nè anh em thấy không, là cun nè, hai chiếc này thì giống nhau hết ha. Đây cun 76 từ 190 này, gân tẩm dầu nè anh em thấy không, gân tẩm dầu nè ha, màng ba gân màng xới xới nè, mà cái màng đó anh em nhìn rất đẹp luôn. Mình quay cận cảnh cho mấy anh em coi ha, cái màng của nó cargo, cargo rất đẹp, giấy nó bằng sợi tinh cho nên cargo nè, tiếng nó nè rất là mềm dẻo ha, gân tẩm dầu zin của nó luôn nè mấy anh em. Đây cũng vậy ha, mũi nó còn zin hết, rất là đẹp, màn giống nhau hết mấy anh em nè, cả cái gân tẩm dầu nè, thấy không đó. Chiếc này cũng còn rất mới luôn mấy anh em nè, quay nè đó, đang cho mấy anh em coi ha, y nhau cặp này, y nhau ha. Rồi cặp này mình bán cho mấy anh em nè, 2.500.000 mấy anh em, 2.500.000 nha. Từ 190 cua 76 giống y chang nhau luôn ha, không lại xíu nào hết trơn mấy anh em. Thế đây mình có nè, một cặp 30 neo ha, 30 neo Binsi xương đôi, cặp này giống nhau nè. Cái này cun lớn mấy anh em, chắc cái dòng này cun nó mình thấy nó bự á, hơn 76 á. Cái dòng này nó có cái đời cun 82 hay 86 vậy đó, cũng giống gì nè, hai cun lớn nè ha. Đó, cho nên mình thấy nó bự hơn 76 ha. Đây nè, lo này là Trung Quốc bãi mấy anh em nha, Trung Quốc bãi, bên xe Trung Quốc bãi nha. Mấy anh em nhìn biết hàng bãi rồi, cái xương của nó lớn hơn cái xương của hàng chợ mình ha, nhìn nó giống như hàng chợ nhưng không phải mấy anh em. Mấy anh em gờ cái xương này nó rất mịn ha, xương nó bự hơn. Cái giấy của nó nè mấy anh em thấy không, sợi tơ nó mánh nè ha, đây nè ha, lo này giống nhau hết mấy anh em. Đó keo của nó nè mấy anh em, cái keo zin của nó nè, đó cái keo zin của nó luôn nha, cái keo zin nó có hình sáng ốc vậy nè ha, cái keo zin của nó lo cũng còn rất mới luôn anh em, keo zin của nó nè. Đó lỗ mũi nó, cái hãng nó quét một lớp keo rất là đẹp mấy anh em, cái keo của nó chống nước mà cái keo của nó rất là dẻo ha. Đây. Đó giống y chang nhau, chỉ dính bụi thôi mấy anh em nè, lau bụi ra là mới tinh rồi ha, dính bụi đồ bãi nè. Đó hai chiếc này giống nhau ha, chỉ cái này nè, cái này dính bụi nhiều hơn nè, cái này dính bụi ít hơn nè ha, lao ra là mới như nhau mấy anh em. Đây mấy anh em thấy không, mũi y nhau, mũi hình sáng ốc y nhau nè, giấy màng y nhau ha, cái này mình bao giống nhau nha mấy anh em, giống nhau từ cái hiệu ngoài luôn nè, mấy anh em thấy hiệu ngoài không nè. Đó ha, đây đó mấy anh em thấy không, đó mấy anh em thấy không, y chang như cái số luôn, giống nhau từ cái số dán trên cái tem ha. Rồi cặp này mình bán cho mấy anh em nè, 4.000.000 nha, cái này cun lớn mấy anh em à, cun 82 chắc không, khoảng 80-82 gì đó ha, hơn 76 mấy anh em, 4.000.000 cặp lo BNC, cái này bãi Trung Quốc của mấy anh em nha. Đây mấy anh em muốn chơi hàng xịn mình cũng có một cặp ha, cũng giống y chang vậy nhưng mà nó là hàng ý xịn nha. Cái này nè, cái tem này mình không nói, cái tem thì bình thường ha, có tem không sao, nhưng mấy này mình mua có tem thì mình để có tem ha, có tem BNC ý xịn nha. Nhìn cái keo gâu là biết à, thấy không nè, nhìn cái màn sợi tứ tinh ha, lo ý xịn thì nhìn là biết liền các anh em nha. Đây đây màn ha, cái màn giấy xịn, nhìn một cái sợi tứ tinh nó quá nhiều các anh em ha, quay lên một cái nhìn nè ha, đúng là đồ xịn nó có khác mấy anh em. Lo này cun chắc cũng cỡ hơn kia đó ha, lớn thân mình thấy lớn 76 mấy anh em nè, có màn có số nè, quá trời đẹp cái lo nè ha, nhìn đây quá đẹp luôn, lỗ mũi của nó nè, thấy không, đồ xịn, nhìn cái giấy nó là khác liền ha, keo zin của nó. Lo này bề ngoài nó cũ nhưng mà ở trong nó cũng chưa có sử dụng nữa mấy anh em ha, thấy chưa, bắt ốc chưa xài nè, dấu cũng còn nguyên luôn mấy anh em ha, mình anh em thấy không, dấu còn nguyên luôn nè, chưa có garanti, chưa bắt nè ha, chỉ giống bụi thôi mấy anh em. Đây mình có một cặp này nè, y nhau luôn mấy anh em. Đây ha, nhìn cái keo gâu là biết ha, anh em nào nhìn
giấy như vậy, sợi thủy tinh nè, mình em nhìn thấy không, đúng là đồ xịn, cái sợi thủy tinh nó nhiều thiệt nè, cái màn trong đó mình em ha, thấy nó sợi thủy tinh không luôn phải không, cuộn cũng lớn ha, y chang cặp này giống như hình luôn mấy em ha, nè kể cả keo gâu nè ha, sợi thủy tinh nè, số màn nè ha, đây nhìn là biết đồ xịn liền, cái đó mình bao xịn mấy em nha. Đây nói chung cặp đôi này thì giống nhau hết, cũng còn rất mới nè, keo nó ha, mình sẽ mà keo của nó đặc biệt, keo nó rất là lạ ha, mấy anh em gờ vô nó có độ dẻo, độ mềm, mình gờ vô nó mềm tay, đúng là hàng chất lượng, nó có khác mấy anh em, lỗi em gờ ốc cũng chưa bắt nè. Nói chung cặp này cũng còn mới luôn á mấy anh em, cặp này mới, nó chỉ đóng bụi thôi, mình mua tồn kho nó cái bụi bặm dính ở ngoài thôi ha, giống nhau hết nè, hai cặp này giống nhau hết mấy anh em. Rồi cặp này mình bán cho mấy anh em 7 triệu á mấy anh em nha, 7 triệu giá quá rẻ mấy anh em. Cặp này mấy anh em mua mới 14 15 triệu mấy anh em, chứ không rẻ đâu, nhưng mà cặp này cũng còn mới luôn, chưa sử dụng, nó chỉ đóng bụi thôi mấy anh em. Chỉ có nửa giá tiền so với đồ mới thì quá rẻ mấy anh em. Tính ra mấy anh em mua gì là quá rẻ ha. Mình rất tiếc mình không có nhiều ha, 1 2 cặp 2 3 cặp, cái này mình có số lượng chỉ có 1 cặp thôi mấy anh em. Không về được nhiều đâu ha, lai gai thôi. Cho nên mấy anh em mua cái này cũng giá này là quá ok, giá hợp lệ. Còn anh em nào mà nó BMC 3-4 triệu thì Trung Quốc bãi nha mấy anh em ha. Không có BNC nào mà xịn mà giá bóng chỉ cho mình mua nữa mấy anh em. Mình mua còn chưa có nữa chứ mấy anh em mua nha. À. Tới đây mình có nè, một cặp 30 ha. 30 này là của khung xương này có 18 sao nè. Lo này khung 100 nè mấy anh em. Ha, khung 100. Đây. Từ 220 khung 100. Đây. Nè, màn cũng sợi tinh rồi ha. Nhưng mà hàng bãi thì sợi tinh ít hơn hàng xịn mấy anh em. Ha. Đây, từ 22 khung 100. Lo này thế để anh em làm súp nha, súp điện mít lô mấy anh em, súp hơi súp điện mít lô ha, nhưng mà giấy đồ bãi thì cũng rất đẹp mấy anh em, nè cũng sợi thủy tinh đóng ánh nè ha, là mũi găng cẩm dầu nè ha, nó cũng khác xa với hàng chợ xa, nhìn là biết liền nè, anh em nhìn thấy không, đó hàng bãi thì cũng rất là chất lượng ha, giấy đồ cũng nhìn được, cặp này giống nhau hết mấy anh em, đây cặp này giống nhau hết nè. Ha, giống nhau còn đẹp, còn mới tinh luôn ha. Anh em mà làm súp điện 30, súp điện có 30 cũng được, súp hơi cũng được, quýnh mít lô cũng được nha. Ha, hoặc anh em nào quýnh phái full mà bạo lực kèm cái chép lớn cũng được luôn ha. Rồi, cặp này mình bán cho 3 triệu nè. Giấy quá đẹp mấy anh em. Lô còn mới chứ luôn nè. Ha. Full 100 từ 220 mấy anh em nha. Ha. Quá đẹp. Ở đây mình có một cặp fan nè. Fan 50 nha. Fan sườn sắt 50. 50 năm. Cái hàng 50 năm này là cái hàng Anh Quốc nồi mấy anh em. Đây nè. Ha. Lo này cũng còn rất đẹp luôn. Cool 76 từ 190 nha, 18-50. Lo là lo xương sắt cho mấy anh em nha. Bữa nay còn có một cặp. Nè, lo xương sắt nè. 50 xương sắt lo fan nha. Cái lo này có thể mấy anh em về mua làm súp điện, súp hơi cũng được, mà súp hơi thì cool 76 thì nó hiếu ha. Mấy anh em nào mà gáp full 50 mà kẹo kéo rồi đó thì chiếc lo fan này cũng là vô địch mấy anh em. Lo fan này cũng như là vô địch nè. Ha, cặp lo nè, full 76 từ 190. Nè, lo này thì còn rất đẹp. Ở ngoài cũng kỹ thôi chứ lo này cũng chưa sử dụng mấy anh em. Nè, lo này cũng chưa bắt nó vô xài nè. Nha. 50. 50 nha mấy anh em. 50 nè. 50 fan. Anh em nào mà mua về gáp kẹo kéo, gáp súp điện cũng được ha, súp điện 50 thì fan này hết ý rồi ha, súp điện và làm lo full cũng được, lo lời cũng được nữa. Ừ. Đây một cặp giống nhau ha, cặp này cũng còn mới chưa sử dụng nè, mới luôn ha, chỉ đóng bụi bặm nữa mấy anh em, dấu ốc chưa bắt ha. Rồi cặp này mình bán cho mấy anh em, bữa nay bán xả luôn 4.700.000 lo fan cho mấy anh em. Giá này 50 là bằng cái 40, quá rẻ mấy anh em nha. Hàng Anh Quốc mà bán giá này thì quá rẻ nha mấy anh em nha. Rồi hôm nay anh Thanh Bảy Tiến Phương ha, con số lo bán cho mấy anh em, anh em nào mua thì liên hệ chốt với mình. Mình xin cảm ơn và xin kính chào, hẹn gặp lại mấy anh em video tiếp theo. Thì mình cũng chia sẻ với mấy anh em là bạn Zalo mình cũng đầy đó mấy anh em, anh em nào kết bạn thì cứ kết bạn, muốn cần cứ nhắn tin nha. Rồi sau này mình có số bạn mình lọc ra hơn thì mình sẽ kết bạn tiếp cho mấy anh em. Bây giờ thì bạn ở đây mình chưa kết bạn được, thì anh em là kết bạn, mình sẽ dần dần kết bạn tới mấy anh em nha. Rồi xin cảm ơn mấy anh em.